xin chào mọi người, tôi là Vinh, tôi là nhà sáng lập và là CEO của Thích Là Mộc. Tôi đang đứng tại xưởng và đã kết thúc một ngày làm việc và bây giờ là 7 giờ sau khi đã dọn dẹp xong mọi người đã đi về hết ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video để giới thiệu mọi người cái xưởng của mình. Mục đích là để cho mọi người mục đích tự khoe cái xưởng của tôi đầu tiên. Thứ hai là tôi muốn cho mọi người những ai có một cái mong muốn là mở xưởng trong tương lai hoặc là đang có một cái xưởng thì có thể tôi sẽ truyền cho mọi người một số cảm hứng hoặc là những ý tưởng mới để mọi người sắp xếp cái xưởng của mình. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Không gian đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu mọi người đó là cái chỗ cửa ra vào này, ngang bên tay phải là một cái kệ rác, có những cái sọt rác. Những cái sọt rác này thì chúng tôi tự làm và nó rất là dễ thương. Thì những cái kệ rác này có gì đặc biệt thì ở đây thì ngoài việc dạy mọi người, chia sẻ cho mọi người những cái về làm mộc DIY thì chúng tôi còn hướng đến cái việc là làm sao để mọi người có cái suy nghĩ về việc phân loại rác. Thì ở đây mình có bốn cái thùng rác thì nó gồm có rác sinh hoạt, rác tái chế và bụi gỗ. Thì gỗ thì nhiều nên là bụi gỗ thì được 2 thùng. Tiếp theo đó là cái phần những cái kệ treo, thì ở đây những cái kệ treo búa, những cái búa đủ loại hết. Đây những cái búa hay dùng nhất thì để bên này, thì có một cái chỗ để những búa ít dùng hơn. Đây là cái kệ để chúng ta để giấy nhám. Thì mọi người có thể thấy rằng ở đây chúng ta có khoảng rất là nhiều con ngựa. Ở đây tôi làm khoảng 7-8 cái con ngựa. Cái con ngựa là cái này, nhiều người ai kinh nghiệm thì biết, không có thì không biết nó là cái gì. Thì những con ngựa này để khi mà chúng ta làm việc, chúng ta sẽ kê ván lên, kê gỗ lên để chúng ta làm, để chúng ta không bị mỏi lưng và thao tác chúng ta nó dễ dàng hơn, gọn gàng hơn. Thì dưới những con ngựa này đều có những cái không gian để máy móc. Những cái máy móc này khi chúng ta lưu trữ hoặc là khi chúng ta làm việc, chúng ta cắt xong, chúng ta sử dụng xong, chúng ta để ngay bên dưới để chúng ta có thể sử dụng được liền và chúng ta rất là gọn gàng. Bên đây là một cái kệ để đi keo. Người thấy đây để keo thì mỗi người đến đây thì keo thì mọi người tự trang bị, thì sau khi mọi người dùng xong tôi sẽ ghi tên lại trên hộp keo và để ở đây, thì khi nào mọi người tới thì dùng lại. Kệ treo cảo, đây là những cái cảo kẹp thôi và ở trên là những cái cảo ép loại nhỏ. Thì những cái loại này chúng ta hay dùng nhất nên tôi để mấy bên này, còn những cái cảo to hơn thì để chỗ khác. Tay chụp thì khi quy định đến xưởng thì mọi người nên trang bị những cái dụng cụ bảo hộ, thì tay chụp là một trong những dụng cụ bảo hộ và những bắt buộc. Thì mọi người có thể mua ở đâu đó không biết, hoặc là mua tại đây, thì sau khi mọi người mua xong mọi người có thể đem về hoặc là ghi tên để ở đây nếu mọi người muốn làm ở đây. Nhiều đây là những cái kệ để treo những cái máy pin sạc, thì hiện tại thì chưa có nhập về nên là nó còn trống trơn. Đây là bảng điện. Thì tất cả những bảng điện đều đi qua CB, thì tôi đi mỗi một đường dây đi qua tới 2 cái CB và đảm bảo chống giật. Thì ở đây điện vừa có điện 220 và 110 và tôi làm một cái bảng điện như này để ghi chú thích như thế này như thế nào. Thì đến đây thì ai cũng có thể điều khiển được bảng điện này để đảm bảo cách an toàn nhất. Ở đây thì tôi đã tối ưu hóa đường dây điện để mọi thứ nó thật là gọn gàng. Mọi người thấy chỉ có đi một vòng tắp lô dọc này, còn tất cả những dây điện xung quanh xưởng mọi người thấy hầu như không có một cái tắp lô nào hết. Ủa, không có một cái hành nẹp nào hết, xin lỗi, chỉ có một khúc thôi. Tiếp theo là một cái kệ để đựng ốc vít. Thì cái kệ đựng ốc vít này là dành cho những người tức là miễn phí, mình miễn phí một ít thôi, cho những ai dùng ít thì mình có thể miễn phí được, còn ai dùng nhiều thì tự mua. Thì ở đây có một cái phần để treo những kệ ốc vít và chốt gỗ. Thì mọi người đến đây mọi người có thể mua những cái này, đảm bảo thì giá nó cũng không có mắc hơn bên ngoài là bao nhiêu, vì chỉ là mình làm mình chia nhỏ lại để cho mọi người đúng với nhu cầu mọi người thôi. Thì sau khi dùng xong thì chúng ta sẽ ghi tên lên những cái bịch này cho lần sau người tới mọi người, lần sau mọi người tới mọi người dùng thôi. Đó, đây chúng ta ghi kệ treo lưỡi cưa, thì cái kệ này để dự phòng trong hợp lưỡi cưa có vấn đề thì tôi sẽ thay cho mọi người. Ở đây là cái kệ để đục và cưa tay. Tất cả những cái đục này là đục Nhật và cưa của Nhật, một số là của Hàn Quốc. Ở bên đây là để búa,
Như nãy tôi nói là có rất là nhiều búa, thì cái phần này để búa. Búa này thì không có dùng nhiều. Khi nào nhiều người hết búa thì sẽ dùng ở đây. Cái cưa lộng chỉ. Hiện tại thì sẽ có hai cái cưa lộng chỉ nữa mà chưa đem qua. Đây là những cái bào nhật, thì những cái này thì ít dùng, tôi để ở chỗ xa. Đây là một cái kệ để cạo, cạo ép lớn. Thì cái kệ này chúng ta hơi di chuyển được rất là dễ dàng nhờ cái bánh xe bên dưới. Thì khi nào chúng ta xài, chúng ta đem ra không xài thì chúng ta bỏ lại. Thì mọi người thấy khi tôi đứng ở góc này thì mọi người thấy được cái hệ thống bàn. Thì hệ thống bàn này vừa để đào tạo và vừa để cho mọi người làm việc. Tiếp theo, đây là một cái cưa bàn. Cái cưa bàn này là cái được chế từ cái cưa bàn Makita, thì chuyên để cắt những cái chi tiết chính xác. Nó có mâm trượt, một cái mai nén hơi để bắn đinh, và đây là cái kệ để treo những cái cạo lớn. Đây là những cái cạo mà thích là mập từ sản xuất, dựa theo những cái nguyên bản của Nhật và được cải tiến. Thì cái cạo này dùng để ghép ván. Đây là một cái bàn phay tự chế, một cái máy bào thẩm cuốn, hai cái khoang bàn loại lớn rất là khỏe, ba khoang luôn. Ở dưới mỗi khoang bàn này thì đều có những cái hộc để đồ. Ở đây có một cái tủ màu đỏ này để chứa những cái dụng cụ sửa chữa, một cái cưa lộng vòng. Cái cưa này tôi đang tháo ra để tôi thay lưỡi cưa. Ở trong kia là cái shop, tôi sẽ giới thiệu sau. Thì khu đây là khu vực để gỗ. Thì hiện tại đây là cái xưởng này sẽ có một cái xưởng nhỏ để gỗ riêng, thì tạm thời sẽ để bên này cho mọi người có thể sử dụng. Những số gỗ đây thì tương đối cũng đủ để chúng ta làm chơi. Còn nếu mọi người có nhu cầu riêng thì mọi người hãy tự mua gỗ đem xuống. Thì cái nhưng mà không nhiều quá thì tôi sẽ phụ thu. Nhưng mà tạm thời thì hiện tại thì free cho tất cả mọi người. Đây là cái cưa bàn của guitar chuyên dùng để rong hoặc là xẻo gỗ. Một cái con trục cắt góc của Hitachi. Thì những cái máy này trong tương lai sẽ thay những cái máy xịn hơn. Tạm thời là như vậy, sẽ đầu tư 2-3 đợt. Ok, đó là một vòng chúng ta đi quanh xưởng. Và mọi người khi đến đây thì có hai dòng điện 110 và 220, thì tất cả nó sẽ được như thế này. Tất cả những cái dây điện, ổ điện nằm phía trên xuống là dùng để máy cầm tay. Còn tất cả những cái máy bàn, những máy cố định thì dây điện sẽ đi bên dưới. Nó sẽ đảm bảo việc chúng ta thao tác một cách thuận tiện nhất và an toàn nhất. Ok, tôi rất mong sẽ được nhiều người đến viếng thăm xưởng. Trong tương lai mình có thể thăm và mình có thể hỏi tư vấn, hỗ trợ để xây xưởng theo một cái hệ thống, theo một ý tưởng gì đó của mọi người. Và tôi sẽ làm một video chia sẻ là quá trình tôi xây xưởng như thế nào, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.